tiếp tục di chuyển đến cái xã thứ tư. Đây con đường di chuyển vào xã nha cả nhà. Phải băng qua những cái đoạn đường gọi như là có nó hơi còn hơi ngập lại do ảnh hưởng cơn bão số 9 ở Quảng Ngãi vừa rồi. Tạm là tôi bảo nó quẹo trái. Vừa tới ngã ba quẹo trái sang ơi. Tới ngã ba. Đây cách đây vài ngày trước là mấy căn nhà này là thôi như là tới nóc rồi cả nhà. À, ở đây hiện tại là ở hội Huế anh. Ở đây hội Huế. Các bạn cho trôi nhanh quá không thấy rõ. Ok. Nay 30 tháng 10 nó cũng gì thấy không, nhả nước cũng còn ngập lên láng luôn, nãy đường chạy vô quá nãy luôn, cho nên cái việc mà tập kết bà con lên chỗ cao gáo để mà phát quà là nó nhanh nhất và tiện nhất. Ở đây là cái điểm thứ tư thứ năm vậy quên rồi, và tiếp tục phát quà cho bà con trong ngày hôm nay nữa, còn phát tới chiều tranh thủ vì bão số 9 mới vừa đi qua nè, cho nên là cái vấn đề lũ lượng mưa nó rất là nhiều, nước sẽ dâng lên nữa, sợ phát không kịp cho bà con, cho nên sang phải tập trung bà con phát cho nó nhanh nhau cái gì. Thank you.
Nhà mấy cô gần đây không? Dạ. Nhà mấy cô gần đây không? Dạ xa. Xa mà hả? Dạ. Nãy mới đi vô nghe tiếng thùng điện nó nổ á. Đi chút xíu ra coi cẩn thận nha, điện đồ nguy hiểm lắm á, tại nước ngập nữa. Dạ. Mới nghe tiếng thùng điện nổ đó, rất là lớn á. Nên bà con ra những chỗ nước ngập thì nên đi cẩn thận. Dạ. Đây là những tình nguyện viên từ Đồng Nai xuống đi theo tháp Tùng cùng cậu Sang đây. Em cảm thấy sao em? Vui hả? Ủa nhà bà không có ai chở về giùm cho bà hả? Dạ có xe đó cô. Không có, nặng lắm á. Nhà bà ở đâu lặn? Nhà bà ở trong. Nhà bà còn ngập không? Còn ngập không á? Còn hả? Dạ. Vậy đợt ngập vừa rồi nhà bà có thiệt hại gì không? Nhà bà không có bị thiệt hại về tài sản gì không? Gà mất đi rồi tù rồi nói chung là hư hết. Bà không ai chở hai chuyện cho bà. Bà mất cái chi hành lục bên hư hết. Không có chính quyền tới hỗ trợ giúp mình di tản hả? Dạ có hỗ trợ. Có không? Có hả? Dạ. Chứ gia bà là motor rồi chi gật hết. Dạ. Nhà không có người thân nào hả? Còn hai cái tủ còn tối ngoài nương, nó còn tủ lần nữa. Năm ăn xa rồi, cái bà ở nhà một mình thôi. Dạ. Rồi sao nước lũ không về? Nước lũ đi ở Sài Gòn năm công ty á. Thì phải xin về phụ mẹ chứ. Chứ nước lũ để bà già đó một mình là sao được. Bởi vì người miền Trung rất là tội. Mẹ chứ đồ mà sẽ cho cậu dạ. Có em được. Thằng nó chưa có em được, buồn cho gà cho mình ăn. Có gạo bà ăn rồi. Mày hỏi chỗ mà ăn rồi, cho mì. Dạ. Điều vì trong nhà một mình, mùa da bớn nổi. Bữa giờ có ai tới hỗ trợ lương thực cho mình không? Có đem về mì tôm, gạo, mì cho ăn. Dạ. Dạ. Bữa mình di tản tới đâu? Dạ, đến một cái nhà cáo. Ở đâu làm gần đó, gần không? Đi lên xa. Xa hả? Dạ, nhà bà con hay sao? Dạ, có một nhà hàng xóm ở trên cao nữa, bà lên, bà lôi ngược cắn, bà đi. À, tới bụng luôn hả? Cũng da rá là còn ngắn. Dạ. Bà phải đi không thôi, ở da mình. Dạ đúng rồi, phải di tản chứ. Da là miếng đi rồi, mình là ngắn đi. Còn miếng khi miếng đi là ngon. Miếng đi là ngắn đi rồi. Dạ. Dạ đúng rồi, phải di tản gấp thôi. Dạ chứ ngoài chứ mình ở nhà suốt thì cũng không nên. Lỡ tới tài sản sao lỡ tính mạng cũng mệt nữa. Dạ. Đi mẹ đi ra con kia một tiền. Dạ bạn bỏ hết để mà đi. Dạ thôi chúc bà hai bà nhiều sức khỏe nha. Dạ dạ. Cảm ơn cháu. Dạ. Để ông kia người phụ ra. Dân, ơi dậu, phụ bà dậu. Ơi, xin chào cả nhà. Thì đây là cái điểm thứ tư của ngày thứ hai, là cũng là điểm thứ năm sau hai ngày để phát quà. Bây giờ mấy anh em tiếp tục di chuyển qua cái điểm khác để phát quà. Mời cả nhà hãy tiếp tục hành trình phát quà của Tấm Sang, tiếp tục theo những dấu chân của Sang để mà phát cho nó hết 20 tấn gạo này cho nó xong, chia cho hai huyện nha cả nhà nha. Kính chúc tất cả mọi người nhiều sức khỏe, hẹn gặp lại. Bye.